Với lòng từ bi nhập thế của Đạo Phật nhằm động viên tinh thần và chia sớt nỗi khó khăn với bà con, hàng năm, Đoàn Từ Thiện Tỉnh Thất Trúc Lâm, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang do Thượng tọa Thích Chơn Nghĩa, trụ trì Tỉnh Thất Trúc Lâm làm trưởng đoàn, đều vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp để tổ chức chuyến từ thiện về các tỉnh vùng núi Tây Nguyên với hy vọng giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, vơi đi phần nào sự vất vả trong cuộc sống. Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, sáng sớm ngày 7 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 17 tháng 5 năm Canh Tý, Thượng tọa Thích Chơn Nghĩa cùng các Phật tử Mạnh Thường Quân đã có mặt tại Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên, xã Nam Rang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để trao tặng 500 phần quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Tình hình dịch Covid hơi giảm thì thầy đã thông báo cho Phật tử, các Mạnh Thường Quân để chuẩn bị quà đi quỷ lạo. Thành ra cái công việc chuẩn bị này cũng có trên 2 tháng nay. Đó, thì đến nay là việc sắp xếp các quà tiền đã đầy đủ. Thì quý thầy tiến hành trở về tại thiền viện này để phát quà cho đồng bào nghèo nơi địa phương này. Mang tình yêu thương bao la với những hoàn cảnh bất hạnh, những phận đời cơ cực nơi vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, Đoàn Từ Thiện Tỉnh Thất Trúc Lâm, từ vùng đất Tây Nam của Tổ quốc đã không quản ngại đường xa đưa những phần quà đến với bà con. Khi mà cô được hay cái tin là thầy chủ trì Tỉnh Thất Trúc Lâm có đến đây để cho quà người nghèo, cô cũng cho Phật tử ở Chợ Mới hay để cùng chung sức với thầy Trúc Lâm ra đây để phát quà. Hôm nay cô đến đây thì cô thấy Phật tử đến đây rất là đông đúc. Và khi mà phát quà thì cho Phật tử nhận những cái phần quà tặng tay như vậy, cô cảm thấy rất là vui. Hàng năm thì thầy và Phật tử thường tổ chức gom những cái phần quà để ra đây để cứu trợ cho những người nghèo ở tỉnh Đắk Nông. Là hôm nay cũng có cái cơ duyên nên toàn thể thầy và Phật tử của chùa Trúc Lâm cũng có cái duyên lành để có những cái phần quà không có lớn, nó chỉ là nhỏ thôi nhưng mà cũng góp phần chia sẻ những cái khó khăn của đồng bào nghèo ở tỉnh Đắk Nông. Đắk Song là một huyện nghèo vùng sâu vùng xa, đa số bà con nơi đây là người dân tộc thiểu số, sinh sống chủ yếu bằng nghề nương rẫy. Năm nay do thời tiết không thuận lợi, cây trồng bị mất mùa, cộng thêm khó khăn sau đại dịch Covid-19, đời sống người dân nơi đây lại càng khó khăn thiếu thốn, rất cần nguồn hỗ trợ để vượt khó thoát nghèo. Được sự hướng dẫn của Thượng tọa trụ trì, các thành viên Đoàn Từ Thiện Tỉnh Thất Trúc Lâm đến tận nơi trao tận tay bà con những phần quà. Có lẽ chuyến đi đã trở thành niềm hạnh phúc, một kỷ niệm đáng nhớ trên con đường phụng sự giúp đời của những thành viên trong Đoàn Từ Thiện. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, bao gồm 200.000 đồng tiền mặt, gạo, mì, nhu yếu phẩm và quần áo. Tổng kinh phí cho đợt từ thiện này là 300 triệu đồng. Phần quà tuy không lớn và sẽ không thể một sớm một chiều có thể thay đổi được cuộc sống của đồng bào Đắk Song, nhưng chắc chắn rằng đây là những phần quà tạo niềm vui, động lực to lớn với bà con đồng bào, là ân tình thơm thảo gắn kết keo sơn giữa hai miền cách trở. Nhân dân nơi đây đa phần sống nương dựa vào nông sản, thì những sản phẩm làm ra như tiêu, cà, nhưng mà vừa qua thì tiêu, cà xuống giá, rồi một số cây trồng như tiêu chết lần lần, rồi cộng thêm cái dịch Covid nữa, cho nên đời sống nhân dân ở đây rất là cơ cực, khó khăn. Thì hôm nay được đầy đủ nhân viên thiền viện đón tiếp thượng tọa cùng với đoàn trở về địa phương nơi đây, giúp đỡ cho đồng bào nghèo 500 phần quà trị giá 300 triệu. Thì đại diện cho đồng bào Phật tử địa phương nơi đây xin chân thành ghi ơn thầy cũng như đoàn. Nhận được sự quan tâm yêu mến của đoàn từ thiện, bà con Đắk Song ai nấy cũng vui mừng.
cũng phải tham gia, gia đình rất khó khăn, con đưa con đi học, con đưa đi học, con đưa đi học, con đưa đi học, có. Hôm nay có đoàn phương tiện ở An Giang về đây tài trợ dân bà con, tôi rất là cảm ơn, rất là vui mừng. Hôm nay tôi vào chùa được nhận quà từ đoàn từ thiện tỉnh Thất Phúc Lâm ở An Giang, tôi rất cảm ơn rất nhiều. Nhất là quá mùa dịch này càng khó khăn hơn nữa. Gia đình tôi thường ngày phải đi làm thuê làm mướn vất vả. Nhờ phần quà của mọi người hỗ trợ cho những ngày sắp tới của chúng tôi đỡ vất vả hơn. Tôi chân thành cảm ơn. Tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Chân Nghĩa đã thăm hỏi sức khỏe bà con, cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đoàn hoàn thành công tác từ thiện, đồng thời cảm ơn quý mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng bổn tự trong các hoạt động từ thiện trong thời gian vừa qua. Thượng tọa cũng nhắc lại ý nghĩa của hoạt động từ thiện đối với hàng Phật tử. Đây là việc làm thể hiện tinh thần từ bi nhập thế của Đạo Phật với phương châm phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Theo thông lệ hàng năm, tỉnh Thất Trúc Lâm ở Long Xuyên đi quỷ lạo các nơi, thì đặc biệt là hàng năm đều về cái tỉnh Đắk Nông này, huyện Đắk Sông, nơi thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên, để tặng cho những đồng bào nghèo 500 phần quà. Những phần quà coi như nó không có nhiều lắm, nhưng mà với cái tình, cái nghĩa giúp đỡ cho đồng bào nghèo mình trong cái lúc gặp khó khăn, nhất là cái mùa bệnh dịch Covid-19, để phát quà cho bà con nghèo, đó gọi là chia sẻ lá lành đùm lá rách, đó là cái ý nguyện của quý thầy. Thay mặt cho bà con Đắk Sông, Đại Đức Thích Đạt Ma Đắc Thịnh, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên, thành kính tri ân công đức đến phái đoàn đã không quản ngại vất vả, tạo nhiều thuận duyên đến với bà con và cầu chúc cho đoàn thật nhiều sức khỏe, hanh thông trong công việc phụng sự. Tại đây, đại diện chính quyền cũng có lời phát biểu tri ân quý phái đoàn. Dịp này, nhân mùa an cư kiết hạ, đoàn từ thiện tỉnh Thất Trúc Lâm cũng đã đến đảnh lễ Phật, đảnh lễ tổ và cúng dường trường hạ đến chư tăng ni tại thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Khép lại hành trình từ thiện, dù rằng dưới cái nắng gắt của miền rừng núi Tây Nguyên, nhưng niềm vui, sự tươi mát của tình người vẫn được hiện rõ trên từng khuôn mặt của tất cả thành viên đoàn từ thiện và bà con Đắk Sông.